Pháp không tất cả pháp, pháp không bất cả đắc, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, chân như không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, thánh đế khổ không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Thánh đế tập diệt đạo không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, bốn tịnh lự không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, tám giải thoát không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, bốn niệm trụ không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, năm loại mắt không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Sáu phép thần thông không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, mười lực Phật không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, pháp không quên mất không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Tánh luôn luôn xả không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, trí nhất thiết không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, tất cả pháp môn Đà La Ni không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, dự lưu không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, dự lưu hướng dự lưu quả không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, độc giác không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Quả vị độc giác không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Hạnh Đại Bồ Tát không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Quả vị giác ngộ cao tột không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. Này thiện hiện, tất cả pháp không nghe không thấy, vì tất cả pháp trì độn. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát dồn chứa công hạnh bao lâu mới có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm? Phật dạy: Này thiện hiện, đối với việc này cần phải phân biệt mà nói. Này thiện hiện, có đại Bồ Tát từ sơ phát tâm liền có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, cũng có khả năng tu học Tịnh Lự Ba La Mật Đa, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, An Nhẫn Ba La Mật Đa, Tịnh Giới Ba La Mật Đa, Bố Thí Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên chẳng hủy báng các pháp, đối với tất cả pháp chẳng tăng chẳng giảm. Đại Bồ Tát ấy thường chẳng xa lìa hạnh tương ưng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, cũng thường chẳng xa lìa chư Phật Thế Tôn và các chúng Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát ấy, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, muốn đem ngọc báu, lễ vật tuyệt diệu, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn và các Đại Bồ Tát, vân vân, thành tựu như ý, cũng có khả năng ở chỗ các đức Như Lai kia trồng các căn lành. Đại Bồ Tát ấy, tùy theo chỗ thọ thân, chẳng vào bào thai mẹ để sanh ra. Đại Bồ Tát ấy, tâm thường chẳng lẫn lộn với phiền não, cũng chẳng từng khởi tâm nhị thừa. Đại Bồ Tát ấy thường chẳng xa lìa thần thông thủ thắng từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát có khả năng tu học đúng đắn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Này thiện hiện, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ở Bồ Tát Thừa, tuy đã từng thấy nhiều Đức Phật, hoặc nhiều trăm Đức Phật, hoặc nhiều ngàn Đức Phật, hoặc nhiều trăm ngàn Đức Phật, hoặc nhiều ước Đức Phật, hoặc nhiều trăm ước Đức Phật, hoặc nhiều ngàn ước Đức Phật, hoặc nhiều trăm ngàn ước Đức Phật, hoặc nhiều trăm ngàn ước vô số Đức Phật, ở chỗ các Đức Phật cùng tu tập nhiều về bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, nhưng vì lấy hữu sở đắc làm phương tiện nên chẳng có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm.
cũng chẳng có khả năng tu học tịnh lự ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, an nhẫn ba la mật đa, tịnh giới ba la mật đa, bố thí ba la mật đa, này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, nghe nói bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi chúng đi ra. Này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, chẳng kính bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, cũng chẳng kính Phật, đã bỏ bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, cũng rời xa các đức Phật, khiến trong chúng này cũng có hạng như thế, nghe ta nói bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, tâm chẳng vui thích, rời chúng đi ra. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đời trước nghe nói bát nhã ba la mật đa thậm thâm đã từng bỏ đi, đời này nghe nói bát nhã ba la mật đa như thế do tập khí đời trước nên cũng bỏ đi. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đối với việc nói bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, thân ngữ và tâm đều chẳng hòa hợp. Do việc làm này tăng trưởng ngu si ác tuệ tội nghiệp. Do việc làm tăng trưởng ngu si ác tuệ tội nghiệp ấy, nên nghe nói bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế, liền hủy báng làm chướng ngại vứt bỏ. Người ấy đã hủy báng làm chướng ngại vứt bỏ bát nhã ba la mật đa như thế, tức là đã hủy báng làm chướng ngại vứt bỏ trí nhất thiết tướng của chư Phật trong quá khứ, vị lai và hiện tại. Người ấy do hủy báng làm chướng ngại vứt bỏ trí nhất thiết tướng của chư Phật trong quá khứ, vị lai, hiện tại, nên liền tạo tác làm tăng trưởng luôn chiêu cảm nghiệp, thiếu chánh pháp. Người ấy do tạo tác làm tăng trưởng và luôn chiêu cảm nghiệp thiếu chánh pháp nên bị đọa vào đại địa ngục, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều ức năm, hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm, ở trong đại địa ngục, chịu các khổ lớn độc hại kịch liệt. Vì người ấy bị trọng tội nên ở thế giới này, từ đại địa ngục này đến đại địa ngục khác, cho đến hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi, đến nay vẫn còn phải chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Hoặc ở thế giới này, khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp khởi, nghiệp chiếu chánh